Chào tất cả anh em đến với Trái Cá Bé Màu phía Enter. Mình là Nguyễn Trí Công Hậu. Rất vui được gặp lại anh em. Hôm nay mình sẽ làm một clip giới thiệu cho anh em top 3 siêu phẩm cá bé màu hot nhất năm 2021 của Trái Cá Bé Màu phía Enter. Đối với một công ty công nghệ, bạn sở hữu dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất, bạn sẽ là người mạnh nhất. Đối với một trái cá, bạn sở hữu những dòng cá mới nhất, bạn sẽ làm chủ cuộc chơi. Siêu phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là dòng koi Big E. Thì trước đây những dòng koi á thường có đuôi và vây lưng rất là nhỏ, tay bơi hầu như không có. Thì hôm nay sau một năm lai tạo và nhân giống thì mình đã lai tạo được bộ koi Big E với đuôi và tay bơi, vây lưng rất là đẹp như vậy. Đó, bộ koi này nó kế thừa gen của con Big E, Dumbo Big E, cho nên đuôi vây lưng rất là đẹp, tay bơi rất là đẹp để tạo ra sự hoàn mỹ và vẻ đẹp của nó. Đó. Thì dòng này á mình dự định là sẽ ra mắt cho anh em vào năm 2021. Đó. Siêu phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là bộ koi đen Red E. Thì koi đỏ Red E nó rất là đẹp nhưng mà nó có hai cái khuyết điểm. Khuyết điểm thứ nhất á, vì là dòng mắt đỏ cho nên nó rất là yếu, rất là dễ chết. Khuyết điểm thứ hai của nó đó chính là tỷ lệ lên tay rất là thấp. Đó. Thì sau khi thời gian mà mình lai tạo, mình nhân giống cái dòng koi đen Red E này á, thì mình cảm thấy là nó có ưu điểm hơn cái dòng koi đỏ Red E ở chỗ là nó là mắt đen, nó khỏe hơn, nó trâu hơn và tỷ lệ lên tay của nó cao hơn mắt đỏ. Thì cái bộ koi đen Red E này mình dự kiến là sẽ ra mắt với anh em vào năm 2021. Siêu phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là dòng Albino Santa. Thì dòng này khá giống với lại Dumbo Santa. Từ cái đuôi đỏ, từ cái vây lưng trắng và từ đôi tay bơi màu trắng rất là đẹp. Thì dòng này được nâng cấp hơn, nó có đôi mắt đỏ huyền bí của dòng Albino và màu đỏ của nó tươi mát hơn. Thì dòng này thuần hơn con Dumbo Santa. Thì ba dòng trên đều là những đứa con cho mình lai tạo ra, cho nên mình thích đặt tên của nó theo cái đam mê của mình, theo cái sở thích của mình. Thì những dòng cá này sẽ được ra mắt với anh em vào năm 2021. Thì số lượng nó cũng có hạn, cho nên mình sẽ ưu tiên với những anh em nào là khách hàng quen thuộc, thân thiết của bên trại mình. Video của mình đến đây là hết. Hẹn gặp anh em video sau. Chào anh em.